Chào anh em. Những hình ảnh của giải bóng đá nhi đồng trên cúp truyền hình Sóc Trăng STV lần thứ 6 2024. Quốc Khởi đang xem lại các trận đấu đã phát sóng trên STV trong những ngày vừa qua nè. Và như anh em mình xem thì anh em mình cũng đã biết ha, đến giai đoạn này có thể nói là giải của chúng ta đã đi qua nửa chặng đường, đã thi đấu xong vòng đấu bảng, xác định được 16 chiếc vé đi tiếp vào giai đoạn 2, và thứ bảy chủ nhật này sẽ là diễn ra những trận đấu ở giai đoạn 2 để chọn tiếp 8 chiếc vé có mặt ở vòng tứ kết. Trên màn hình thì đang là trận Thanh Trì 1 và Cù Lao Dung 2 ha anh em. Rồi, để cho anh em mình tiện theo dõi những trận ở vòng 1 trên 8, tức là vòng 16 đội diễn ra vào ngày mai, ngày mốt thứ bảy và chủ nhật này, thì hôm nay Quốc Khởi tranh thủ làm video này để nhắc lại về giải cũng như đặc biệt là 8 cặp đấu ở giai đoạn 1 trên 8 này. Thì như anh em mình biết là giải của chúng ta thì cũng giống như những năm gần đây, đó là mỗi một huyện thị thành phố được cử đến giải 2 đội tham gia, có nghĩa là giải của chúng ta có 22 đội đến từ 11 huyện thị thành phố trong tỉnh. Và 22 đội này thì Quốc Khởi cùng với bộ phận chuyên môn của ban tổ chức đã cho chia làm 7 bảng thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 16 đội đi tiếp vào giai đoạn 2. Thì trong 7 bảng này thì chúng ta có 6 bảng là 3 đội thi đấu vòng tròn, thì mỗi một bảng như vậy chúng ta chọn hai vị trí nhất nhì, một bảng 4 đội, đó là bảng thứ bảy có 4 đội thì chọn 3 đội nhất nhì ba, tức là qua thi đấu vòng đấu bảng thì chúng ta sẽ chọn được 15 đội chính thức có mặt ở giai đoạn 2, và chiếc vé thứ 16 được xác định cũng gần gần giống như là giải đua ghe ngò của chúng ta những năm gần đây, một lá thăm may mắn dành cho 7 đội ở vị trí cuối bảng, tức là các em ở vị trí cuối bảng vẫn có cơ hội đi vào giai đoạn 2, mặc dù là rất mong manh bởi chỉ có một vé duy nhất ở trong dành cho 7 đội ở cuối bảng. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn lại kết quả sau vòng đấu bảng nha anh em. Đây, đây là kết quả trên màn hình anh em thấy ha, sau vòng đấu bảng thì ở bảng A chúng ta thấy nè, thành phố Sóc Trăng 1 và Vĩnh Châu 2 có cùng 4 điểm như nhau, tức là có một trận thắng và trận hòa giữa hai đội này. Tuy nhiên thành phố Sóc Trăng 1 xếp ở vị trí nhất bảng bởi có hiệu số bàn thắng bại cao hơn. Cụ thể là thành phố Sóc Trăng 1 đã thắng kế sách 2 với tỷ số 5-2, trong khi Vĩnh Châu 2 thắng kế sách 2 với tỷ số là 5-3. Hai đội này hòa nhau 2 đều. Như vậy thành phố Sóc Trăng 1 ở vị trí nhất bảng, thứ nhì là Vĩnh Châu 2. Ở bảng B thì chúng ta thấy Mỹ Tú 1 hai trận thắng 6 điểm, hai trận thắng tuyệt đối ở vị trí nhất bảng. Thanh Trì 2 3 điểm ở vị trí nhì bảng. Ở bảng C nhất bảng là Trần Đại 2 với hai chiến thắng cũng giống như Mỹ Tú 1 ở bảng B, và Ngã 5 1 3 điểm ở vị trí nhì bảng. Ở bảng D thì chúng ta thấy Châu Thành và Mỹ Xuyên cũng cùng 4 điểm giống như ở bảng A, và hai đội này với hiệu số bàn thắng bại cao hơn, thì Châu Thành 2 ở vị trí nhất bảng, Mỹ Xuyên 2 ở vị trí nhì bảng. Bảng E, Trần Đại 1 hai trận thắng tuyệt đối 6 điểm ở vị trí nhất bảng, thứ nhì là Cù Lao Dung 1 3 điểm có một chiến thắng trước kế sách 1. Ở bảng F, Mỹ Xuyên 1 6 điểm ở vị trí nhất bảng, nhì bảng là Cù Lao Dung 2 3 điểm. Và ở bảng G, bảng duy nhất có 4 đội chúng ta thấy ở vị trí nhất bảng, đó là Long Phú 1 7 điểm, cùng có 7 điểm xếp ở vị trí thứ hai, đó là Châu Thành 1 và Vĩnh Châu 1 3 điểm ở vị trí thứ ba. Đó là chúng ta thấy là 15 chiếc vé chính thức đi tiếp vào giai đoạn 2 ở vị trí nhất bảng, nhì bảng ở 6 bảng 3 đội và nhất nhì ba ở bảng 4 đội. Và chiếc vé thứ 16 như Quốc Khởi đã nói, như anh em mình đã biết, đó là xác định bốc thăm một chiếc vé may mắn từ 7 đội ở vị trí cuối bảng. Chúng ta thấy là Quốc Khởi có gạch những gạch màu vàng đó. Ở bảng A đó là kế sách 2, ở bảng B đó là Long Phú 2, ở bảng C đó là thành phố Sóc Trăng 2, ở bảng D là Mỹ Tú 2, ở bảng E là kế sách 1, ở bảng F là Thanh Trì 1 và ở bảng G là Ngã 5 2. Và vừa rồi sau khi kết thúc vòng đấu bảng thì Quốc Khởi cùng với anh em ở bộ phận chuyên môn và đại diện của Sở Giáo dục Đào tạo đã cho tiến hành bốc cái vé dớt may mắn này, và kết quả như thế nào anh em. Trong 7 đội này, chiếc vé duy nhất đã thuộc về đội thành phố Sóc Trăng 2. Rất là may mắn, một chiếc vé duy nhất thuộc về thành phố Sóc Trăng 2. Và sau khi mà xác định được chiếc vé dớt thì chúng ta đã hình thành được 8 cặp đấu ở giai đoạn 2 này theo
Bull đã được sắp từ trước và chúng ta thấy rất là ngẫu nhiên thành phố Sóc Trăng 2 đội có được chiếc vé dớt. Bước vào giai đoạn 2 này thì gặp ngay thành phố Sóc Trăng 1, đây là trận đấu đầu tiên. Chúng ta thấy rất là ngẫu nhiên và có thể nói là một điều đáng tiếc khi hai đội thành phố Sóc Trăng, đặc biệt là thành phố Sóc Trăng 2 có được vé dớt thì vô gặp ngay thành phố Sóc Trăng 1. Có thể là một điều nối tiếc nhưng cũng có một điều là gần như chắc chắn là thành phố Sóc Trăng sẽ có một đại diện đi tiếp vào vòng 8 đội mạnh. Bởi trong cặp đấu này một đội dừng lại, một đội đi tiếp, thành phố Sóc Trăng 1 gặp thành phố Sóc Trăng 2. Thành phố Sóc Trăng 2 là dễ dớt. Liệu thành phố Sóc Trăng 2 có tạo nên bất ngờ hay không? Thành phố Sóc Trăng 1 thì chúng ta xem ở vòng đấu bảng rồi, các em tỏ ra vượt trội hơn so với thành phố Sóc Trăng 2. Liệu có bất ngờ nào hay không? Chúng ta cùng chờ xem trận đấu mở màn vào ngày mai vào lúc 8 giờ thứ bảy. Hai đội cùng địa phương gặp nhau thì rất là đáng tiếc, nhưng cũng ở một góc độ nào đó là chúng ta thấy chắc chắn là một đội đi tiếp rồi. Thành phố Sóc Trăng sẽ có một trong hai đội này bước tiếp vào giai đoạn 8 đội mạnh. Và những trận đấu còn lại anh em mình xem. Tiếp tục, trận thứ hai đó là Vĩnh Châu 2 sẽ gặp Long Phú 1. Trận thứ ba là Mỹ Tú 1 gặp Vĩnh Châu 1. Trận thứ tư là Thành Trì 2 gặp Châu Thành 1. Và hôm sau Chủ nhật ngày 7 tháng 7 thì cũng đầu lúc 8 giờ trận đầu tiên là Trần Đại 2 gặp Mỹ Xuyên 2. Và lúc 9 giờ là Châu Thành 2 gặp Ngã Năm 1. Buổi chiều 14 giờ thì Trần Đề 1 gặp Cù Lao Dung 2. Và 15 giờ là Mỹ Xuyên 1 gặp Cù Lao Dung 1. Đây, chúng ta xem 8 trận đấu ở giai đoạn 2 sẽ diễn ra vào 2 ngày thứ bảy và Chủ nhật này để chọn tiếp 8 gương mặt đi tiếp vào vòng tứ kết. Anh em mình xem lại nha. Một lần nữa Quốc Khởi, anh em vừa xem và Quốc Khởi vừa đọc lại cho anh em mình dễ theo dõi ha. Ngày mai thứ bảy vào lúc 8 giờ trận đầu tiên, thành phố Sóc Trăng 1 gặp thành phố Sóc Trăng 2. Vào lúc 9 giờ Vĩnh Châu 2 gặp Long Phú 1. Buổi chiều vào lúc 14 giờ Mỹ Tú 1 sẽ gặp Vĩnh Châu 1. 15 giờ Thành Trì 2 sẽ gặp Châu Thành 1. Và ngày mốt Chủ nhật ngày 7 tháng 7 vào lúc 8 giờ Trần Đại 2 sẽ gặp Mỹ Xuyên 2. 9 giờ là Châu Thành 2 gặp Ngã Năm 1. 14 giờ Trần Đề 1 gặp Cù Lao Dung 2. Và vào lúc 15 giờ Mỹ Xuyên 1 sẽ gặp Cù Lao Dung 1. Rồi anh em cùng đón xem nha. Tất cả những trận đấu này đều được truyền hình trực tiếp trên kênh STV1 của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Rồi anh em mình đón xem và có thể ngay bây giờ dự đoán 8 chiếc vé có mặt ở giai đoạn tứ kết là những đội nào. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi, đã đồng hành cùng với Quốc Khởi cũng như giải bóng đá Nhi Đồng trên cúp truyền hình Sóc Trăng STV lần thứ 6 2024 trong những ngày vừa qua. Đặc biệt là 2 ngày tới thứ bảy Chủ nhật này là những trận đấu ở giai đoạn 2 lội trực tiếp nha anh em. Chúng ta cùng xem và dự đoán 8 đội nào, 8 đội bóng nhí xuất sắc nào sẽ có mặt ở vòng tứ kết vào tuần sau. Rồi một lần nữa cảm ơn anh em, chúc anh em tất cả vui vẻ mạnh khỏe.